Kính chào quý khán giả của chương trình Đất Việt TV. Sau khi Cộng sản Bắc Việt phản bội Hiệp định Geneva, xua quân đánh chiếm được hoàn toàn miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, đặt ách thống trị độc tài sắc mẫu lên toàn miền. Khoảng 1 triệu người Việt đã chạy trốn chế độ Cộng sản bằng mọi phương tiện, phần nhiều là vượt thoát trên những chiếc thuyền gỗ mong manh. Có gần nửa triệu người đã bỏ mình trên biển cả mênh mông vì phong ba bão táp, vì đói khát bệnh tật, hoặc bị hải tặc cướp bóc giết chóc hãm hiếp. Sự thống khổ không thể nào lường được để trả giá cho việc đi tìm tự do. Kính thưa quý khán giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền đưa 70 người chạy trốn chế độ Cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp một trận cuồng phong, sóng biển cuốn trôi đi nước uống và làm hỏng bánh lái. Thế là con thuyền đưa 70 người cứ lênh đênh trên biển vắng một cách vô định. Từng người đói khát ra đi, rồi nỗi tang thương đến với họ là 70 người đi tìm tự do đã ở mãi trên chiếc thuyền trong đại dương bao la. Câu chuyện có tiêu đề Thủy Tạng Biển Đông, tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Mọi người nghe nói đều lo sợ, cảnh biển thật đẹp, vậy mà lòng họ đang hẻo hon u ảm như bầu trời có giông bão. Nữ hỏi vụ: tôi cảm thấy lo quá, anh có nghĩ là tình trạng ghe mình trở nên nguy ngập không? Vụ thở dài: người ta có thể nhịn đói vài ngày không sao, nhưng thiếu nước chừng vài giờ thôi thì mọi người trên ghe đều chịu cả. Câu trả lời tuyệt vọng của vụ khiến nữ thật buồn. Nàng đưa mắt nhìn đại dương bao la không bờ bến, màu xanh thẳm của biển sao lạnh lẽo quá, hình bóng tự thân như lạc vạc quanh đây. Không ngờ chuyện đi tìm một sinh lộ cho đoàn người lại là con đường chết. Sóng vỗ nhẹ nhẹ vào lườn ghe trong tiếng gió biển vi vu, âm thanh buồn thảm. Nữ quay sang hỏi vụ: tại sao mình không đổ khỏi lên để làm hiệu kêu cứu bất cứ những chiếc tàu nào đi qua đây? Vụ trầm ngâm một lúc rồi trả lời: tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng chỉ sợ lỡ mấy thằng hải tặc Thái Lan nó kéo tới đây thì mình lại chết sớm nữa. Cứ thục thẳng rồi tỉnh. Nữ im lặng ngao ngán, lại thêm một mối lo sợ nữa mà nàng quên không nghĩ tới. Chính chiếc ghe này phần lớn là đàn bà con gái, chắc chắn họ sẽ là mồi ngon cho bọn hải tặc vô lương tâm Thái Lan. Ông Tư Tài Công bỏ ra bụi ghe đứng im lặng, nhìn xuống mặt nước nét mặt buồn rười rượi. Cũng khung trời xanh, cũng nắng đẹp, cũng sóng biển hiền hòa này. Ngày hôm qua, ông và vợ con còn ngồi trong phòng lại bàn chuyện tương lai. Vợ ông mơ ước nếu gia đình ông được đến bất cứ một quốc gia nào thì ông nên tiếp tục làm nghề đánh cá như ngày xưa. Bà sẽ cố gắng cuộc sợi một mảnh vườn nho nhỏ đằng sau nhà để trồng thêm những loại hoa màu và nuôi vài con gà để lũ con và ông có thức ăn tươi. Bây giờ người đàn bà hiền lành chất phác đỏ đã nằm yên dưới lòng biển lạnh. Ông Tư Tài Công nức lên, hai giọt lệ lăn dài trên đôi má nhăn nheo. Vụ đến bên ông lên tiếng an ủi: thôi ba cũng đừng buồn nữa trong hoàn cảnh khổ khổ này. Ai đi trước là người đó được yên phận. Những kẻ còn lại như chúng mình nếu không có tàu vớt thì cũng chết dần mòn vì đói khát mà thôi. Ông Tư vẫn im lặng, đôi mắt rưng rưng nhìn biển khơi. Vụ thở dài, chợt có tiếng lá khóc dưới khoang thuyền, rồi tiếng người ồn ào vọng lên, làm vụ hốt hoảng. Chàng nói với ông Tư: để con xuống dưới xem chuyện gì đây. Nói xong vụ tuột xuống mấy thang cấp,
Chàng thấy một đám người bu quanh lấy bà quốc. Người đàn bà mặt xám ngắt nằm ngoẹo đầu sang một bên. Ông quốc nắm tay vợ khóc sướt mướt. Bên cạnh bác sĩ Tường buông cổ tay bắt mạch cho bà quốc rồi lắc đầu. Tim bà ấy ngừng đập rồi. Ông quốc miệu mạo nhìn bác sĩ Tường với ánh mắt vang lơn. Bác sĩ làm ơn làm phước rạng cứu vợ tôi. Bác sĩ Tường thở dài. Trong hoàn cảnh không có dụng cụ, không thuốc men, một chứng bệnh bình thường tôi cũng đành bỏ tay. Cũng chỉ là bà ấy đang có thai, bị sóng biển hành đuổi sức. Một bà lên tiếng hỏi: bác sĩ coi kỹ lại đi, có thể bà ấy chỉ ngất xỉu một lúc thôi. Bác sĩ Tường im lặng. Trong hoàn cảnh này, ông cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Một linh mục mặc áo dòng đen vẹt mọi người ra hai bên, rồi chen vào ngồi bên sát người đàn bà xem xét. Đó là cha Từ. Ông quốc nắm bàn tay lạnh ngắt của vợ, nhìn cha Từ sụt sùi nói: xin cha làm phép sạc cho nhà con. Cha Từ quỳ gối làm dấu thánh giả, rồi cất giọng đọc mấy câu kinh. Những người đi đạo cũng lên tiếng đọc kinh theo cha. Mọi người trong khoang thuyền cúi đầu mặc niệm. Buổi chiều hôm ấy, khi những tia nắng cuối cùng của mặt trời còn lé lọi phía chân trời Tây, mọi người trên sàn ghé dự đám thủy tạng bà quốc. Thi thể người đàn bà được đặt nằm ngay ngắn trên sàn, không quan tài, không vải liệm. Chiếc ghé tắt máy bình bồng trôi. Dòng cầu kinh trầm buồn của mọi người vang lên. Xong bài kinh, cha Từ ngước mắt lên trời cất giọng buồn thảm: lạy Chúa, xin Chúa hãy đón nhận linh hồn của bà quốc yên nghỉ ở nơi nước trời. Người chết đã yên phận, nhưng còn đám thuyền nhân khổn khổ chúng con đây đang tiếp tục cuộc hành trình không bờ bến đầy gian khổ. Xin Chúa hãy đưa chúng con thoát khỏi hiểm nguy mà bình yên, đến được bờ bến tự do. Amen. Lời cầu nguyện trầm buồn của cha Từ khiến nhiều người rơi nước mắt. Để xác bà quốc được mấy người đàn ông khiêng lên đi tới sườn ghe. Ông quốc và hai đứa con khóc òa lên. Một tiếng ùm khô khan. Thân thể người đàn bà bất hạnh nổi giật giờ một lúc như gợi lời vĩnh biệt, rồi chìm sâu dưới làn nước xanh biếc. Nét mặt buồn thảm hiện trên gương mặt của mọi người. Bác sĩ Tường nói vài lời an ủi ông quốc. Sau đó mọi người lại lục đục kéo nhau xuống quan ghe với tâm trạng buồn nản. Hai ngày nữa trôi qua trong lo âu thấp thỏm. Đám thuyền nhân trên ghe bắt đầu nếm mùi cực khổ. Ba căn nước trên ghe đã được hạn chế sử dụng đến mức tối đa, chỉ được dùng để nấu chảo vì họ không thể ăn gạo sống được. Mọi người phải cố chịu đựng và chỉ được thấm môi khi quả khác. Người ta cầu có được một trận bão như hôm nào để có nước uống, nhưng cái quái ác thay, trời cứ nóng như thiêu như đốt. Ban ngày mặt trời chói chang hừng hực lửa, ban đêm những cơn gió hầm hập mang luồng không khí nực nổi thổi xuống khoang khiến da thịt mọi người như bị sảy khô đi. Ai nãy đều mang một giấc mơ ước được gặp chiếc tàu buôn nào đó đi ngang vùng biển này cũng vớt họ. Bốn ngày nữa lại nặng nề trôi qua, mưa vẫn không đổ xuống và ca nước cuối cùng cũng vừa hết. Khoang ghe bao trùm bầu không khí nặng nề khó thở. Người ta nằm bẹp trong khoang ghe mệt mỏi, những cặp mắt lo sợ nhìn nhau, dường như bóng dạng tự thần đang lạc vạng quanh đây. Hưng Sâm, ông thương gia vùng Chợ Lớn, là người gối đầu trên chiếc túi da đựng 200 cây vàng và một túi nữ trang, tài sản của vợ chồng ông mang theo trong chuyện vượt biển này. Ông nuốt nước bọt, chiếc lưỡi khô queo đã ngắt của ông không còn một chút nước,
trí óc ông lúc mê lúc tỉnh, ông đang tưởng tượng những ly nước đá lạnh trong vắt mà hàng ngày ông vẫn hắt đổ đi sau khi uống thừa. Bây giờ nếu có được, ông sẵn lòng đổi 200 cây vàng để lấy một ly nước lạnh đó cho gia đình ông. Đời thật trở trêu, trong cuộc sống thường nhật, ông đâu có ngờ có ngày ông lại lâm vào tình trạng đói khát, trong lúc ông đang nắm trong tay bao nhiêu tiền bạc như hôm nay đâu. Hối hận chợt vang lên trong lòng ông, nếu biết như thế này thì ông không dám bước chân xuống ghe để mạo hiểm. Màn đêm lại buông xuống, đại dương lại bao trùm một màn đen ghê rợn, đêm dài lại nặng nề trôi qua. Chiếc ghe lâm nạn bồng bềnh trôi, dưới khoang ghe cơn đói khát đã bắt đầu hành hạ mọi người. Không còn ai đủ sức ngồi dậy vì mệt lạ. Một thanh niên leo lên miệng hầm lảo đảo đi tới lườn ghe. Vụ ngồi trên sàn ghe thấy thế, vội chạy ra la lớn, anh kia làm gì vậy? Thanh niên quay lại mặt thất thần, tôi khát nước quá, muốn lấy nước biển uống. Vụ trợn mắt, bộ anh điên hả? Nước biển mặn chát làm sao mà uống? Tôi phải uống chứ, không còn chịu nổi nữa rồi. Gã thanh niên nói xong lao mình xuống nước. Vụ nhào tới quăng giữ tay anh ta nhưng không còn kịp nữa. Gã thanh niên chạy vội trong nước. Vụ vội vàng chạy đến đoạn lưới, lại một sợi dây thần quay lại hông ghe để tiếp cứu. Nhưng thân hình gã thanh niên biến mất trên mặt biển. Vụ buồn bã đưa mắt nhìn xuống những đợt sóng biển nhấp nhô đập vào màn ghe. Mắt anh rưng rưng khi nhớ đến mẹ mình. Chợt vụ đưa mắt nhìn ra khơi, xa thật xa, có bóng dạng của hai ống khói tàu nhô lên khỏi mặt nước. Với đám khói đang bay lên cao, vụ mừng rỡ chạy vào trong phòng lại, lấy cái ống giòm của lĩnh, nhìn về phía hai chấm đen đang nhả những sợi khói mỏng. Ông Tư Tài Công đang nằm trên chiếc phản gỗ nơi phòng lại, vội ngồi nhộm dậy hỏi dồn có chuyện gì đẩy vụ. Vụ quan sát thật kỳ rồi nói, có một chiếc tàu buôn mang cờ Pháp nhưng nó ở xa quá. Ông Tư Tài Công mừng rỡ nói, vậy mình cầu cứu nó đi. Vụ trả chiếc ống giòm cho ông Tư Tài Công rồi nói nhanh, để con đột lửa làm hiệu. Vụ cởi phăng chiếc áo thun đang mặc ở chỗ phi dầu chạy máy được hàng dính trên sàn ghe, mở nắp những chiếc áo thun vào. Một người thanh niên vừa dưới khoang chui lên cũng cởi chiếc áo mình ra đưa cho vụ. Cả hai chiếc áo được bỏ vào trong chiếc thau nhôm mẹo mỏ, đột lên, nhưng ngọn lửa quá yếu và bị gió thổi bạc nên khói không bốc nổi lên cao. Gã thanh niên chạy lại nắp hầm khom người nói vòng xuống, mình gặp tàu lớn rồi bà con ơi, tôi cần thêm một ít áo quần để đốt lửa cầu cứu họ tới vật mình. Đám người nằm trong khoang nghe có tàu tới như được uống thuốc hồi sinh. Họ ngồi dột cả dậy, đám đàn ông vội cởi hết những cái áo đang mặc đưa cho gã thanh niên. Vài người còn sức lực vội leo lên khỏi miệng hầm để xem. Ngọn lửa nhờ có thêm quần áo bùng chạy cao hơn, khói bay lên trời cuồn cuộn. Vụ hỏi ông Tư Tài Công, nó tới gần mình chút nào chưa? Ông Tư Tài Công nhìn xong đưa ống giòm cho vụ lắc đầu buồn bã, nó quẹo mũi đi hướng khác rồi. Vụ dán mắt vào chiếc ống giòm, tim chàng bọc nhỏi lên khi thấy hai chiếc ống khỏi tàu một lúc một nhỏ dần rồi khuất dưới mặt nước biển. Chàng thở dài nói với cha, nếu mình nhìn thấy họ thì chắc chắn họ cũng phải nhìn thấy mình đột khỏi chở. Như vậy có thể là họ bỏ rơi mình rồi. Đám đàn ông trên sàn ghé đắng cổ tẩm thêm dầu vào những chiếc áo đốt tiếp tục, với hy vọng được các tàu khác cứu. Ngọn lửa chảy với ngọn khói đen lại bị gió thổi tạt nằm rạp xuống.
Thêm một vài chiếc đầu nữa với gương mặt phờ phạc ló lên khỏi miệng hầm. Tàu vượt đâu? Tàu vượt đâu? Đám người đột lửa không buồn trả lời, niềm thất vọng hiện rõ trong ánh mắt họ. Khi bóng dáng chiếc tàu đã biến mất nơi chân trời xa, ông Tư Tài Công, Vũ và đám đàn ông mặt buồn so nhìn ngọn lửa bập bùng trên sàn ghe. Tàn dần niềm hy vọng mong manh của họ vừa bừng lên đã bị liềm tắt đi. Đám đàn ông đứng ngó mong lung ngoài mặt biển một lúc, rồi lại chúi xuống khoang với nỗi thất vọng. Rồi đến một người đàn bà nữa ra đi. Vài người đàn ông khiêng xác người đàn bà xấu xố ra hông ghe. Thêm một thấy người nữa được thả về lòng biển cả. Đám thủy tảng thì có Vũ, Cha Từ, bác sĩ Tường, ông Quốc và vài người đàn ông còn sức tham dự. Tất cả những người còn lại không đủ sức leo lên miệng hầm nữa. Hết nước không thể nấu cơm. Những nắm gạo sẵn được phân phát cho mọi người nhấp nháp cầm hơi. Những người ta cùng luộc không nổi khi miệng ai nãy đều khô queo vì không còn nước. Chiều xuống thật mau, không gian chuyển sang một màu tối ảm. Mặt trời đỏ ổi như mẫu, tròn to như cải mâm, chìm một nửa xuống lòng biển sạm. Những dải ánh sáng màu cam tím sậm và xanh biếc còn bình rịn le lỏi ở cuối trời như muốn gợi lời chào từ biệt đám người bất hạnh. Chiếc ghe vẫn bập bình nhấp nhô như chiếc lá khô trôi giữa dòng sông. Biệt sao lặng lẽ quá, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào lường gỗ róc rách. Trời nóng như một cái lò lửa, những cơn gió oi ả vẫn lùa xuống khoang, hâm nóng mọi người, ai nãy đều vạ mồ hôi và khạc sẽ cả họng. Màn đêm buông xuống bao phủ mặt biển bao la. Mọi người đã quá đuối sức, chẳng ai trong ghe còn sức lực và tỉnh táo để quan tâm tới người xung quanh. Lạc đạc trong khoang ghe, những người già không còn chịu đựng cũng đang nằm bẹp trên sàn thoi thóp. Nếu không có những lòng ngực còn nhấp nhô thở nhẹ thì người ta cứ tưởng như trong ghe toàn là xác chết, và chiếc ghe trở thành một quan tài nổi đang bồng bềnh trên mặt biển mênh mông. Trên sàn ghe, ông Tư Tài Công đã kiệt sức nằm lạ người trên chiếc phạt trong phòng lại. Vụ cổ gường ngồi trên đạm lưỡi canh chừng mặt biển. Dù sao còn là thanh niên, vụ vực còn sức chịu đựng hơn là mọi người trên ghe. Chàng đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời đẹp thẳm với hàng triệu vi tinh tủ, ánh sao sáng lấp lạnh khi mờ khi tỏ. Chàng không hiểu ngôi sao bạn mình của chàng và những người khổn khổ trên ghe này nằm ở góc trời nào. Chúng còn sáng hay lu mờ sắp tắt, đầu ấp vụ như nặng trĩu bởi cơn buồn ngủ dữ dội đang kéo tới. Mắt chàng mờ dần đi và cứ phải chợp liên hồi mới có thể nhìn được cảnh vật. Vụ biết rằng bộ ấp chàng thiếu nước. Chàng chịu đừng dọi lẫm cho tới bình minh lọ ràng là chàng sẽ gục chết ở nơi đây. Vụ đưa lưỡi liệm bờ môi khô nứt nẻ của chàng. Lưỡi chàng cũng không đủ ướt để làm mềm bờ môi. Cơn gió nóng hầm hập của biển thổi qua khiến Vụ cảm thấy như muộn ngộp thở. Tiếng lao sao của sóng biển đêm như tiếng thì thào than khóc của hàng vạn quan hồn thuyền nhân. Cũng chỉ vì muốn xa lạnh cộng sản để tìm một sinh lộ cho gia đình mà họ đã ra đi tìm tự do, để rồi phải chết chìm vào bão tổ hay chết lần mòn giữa biển khơi vì cạn hết lương thực nước uống như chiếc ghe này. Vụ không hiểu thế giới bên kia như thế nào. Thế giới bên kia có những đau khổ bất hạnh, chiến tranh chết chóc và hận thù như thế giới của những người đang sống này hay không? Tự nhiên Vũ cảm thấy tinh thần mình thanh thản là thường, một sự bình tĩnh để đón nhận giờ phút cuối cuộc đời thôi. Nếu không tìm thấy được một mảnh đất tự do để có một hạnh phúc nhỏ nhoi thì chết mới lòng biển chùa Phật.
cũng sẽ dẫn dắt linh hồn đạm thuyền những bất hạnh này tới vùng đất thiên đàng của các ngài, thế cũng được an ủi lắm rồi. Việc ghét bất hạnh vẫn nổi bồng bềnh trong màn đêm dày đặc, gió rít từng hồi, mặt đại dương vẫn đen sẫm như tương lai của biết bao thuyền nhân trong những chuyến hải hành khổ khổ, đi tìm tự do trong lòng biển đêm đầy giông tố hải hùng. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền đưa 70 người chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do, khi thuyền ra biển Đông thì gặp một trận cuồng phong, sóng biển cuốn trôi đi nước uống và làm hỏng mạnh lại. Thế là con thuyền đưa 70 người cứ linh đinh trên biển vặn một cách vô định, từng người đổi khác ra đi. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.